cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây xương Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình, xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Cho chàng dám lao muôn trùng, luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Hy sinh đưa dẫn đàn con sống theo tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình, thiết tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Thank you.
Cana khi đôi lứa y a chung đường. Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn. Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui. Ngài ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Kính thưa cộng đoàn, trước hết chúng tôi xin có lời chào mừng quý thần nhân và bạn hiếu của cô dâu chú rể hôm nay đã quy tụ về đây để hiệp dân thánh lễ cầu nguyện và chứng kiến sự thành hôn của hai anh chị, anh Phêrô Nguyễn Cao Cường và chị Maria Lò Thị Việt. Để chúng ta chúc mừng cho đôi bạn và đôi bên gia đình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Quyền tri ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, kính thưa gia đình đôi bên, anh chị thành hôn thân mến. Hôm nay hai anh chị đến trước bàn thờ Chúa để tuyên bố và cử hành nghi thức hôn phối theo luật của Hội Thánh. Đó là một sự kiện quan trọng cho đời sống hôn nhân của hai anh chị. Mọi người chúng ta hợp ý để cầu nguyện xin Chúa chúc lành và ban ân cần thiết cho hai anh chị trong đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi gia đình của chúng ta được nhiều ơn Chúa để sống bình an, hạnh phúc và chọn đời chung thủy với nhau. Anh chị em rất thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Phêrô Nguyễn Cao Cường và chị Maria Lò Thị Việt. Trong ngày họ quyết định lập gia đình, đối với họ đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện được tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản quan ngại Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận và ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi bên bổ. Vinh danh Thiên Chúa trên các thần trời. Chúng con tôn vinh Chúa, chúng con ai
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa nhận lời chúng con cầu khẩn và đói thương bảo trợ những định chế Chúa đã thiết lập, hậu lưu truyền nòi giống nhân loại, để sự gì được Chúa kết hợp cũng được Chúa trợ giúp cho bền vững. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người ông sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Sáng Thế. Chúa là Thiên Chúa phán: con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến cùng Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật thế nào thì đó là tên nó. Adam đã đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi thú vật ngoài đồng. Nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa cho Adam ngủ mê. Khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa là Thiên Chúa lấy từ Adam, Ngài làm ra người đàn bà, đoạn dẫn nàng đến cùng Adam. Adam nói: nàng là xương lấy từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi, làm sẽ được gọi là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì lẽ đó, người lam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đạo chiêng. Ước chi lời Đức Kitô ngự cho anh em cách dồi dào với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến tôi mà bà giờ tôi chưa đến? Mẹ người nói với những người giúp việc: người bảo gì các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ hãy đổ nước đầy các chum và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc, và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc đến thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra. Còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàn hơn, còn anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ đã tin người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, anh chị thành hôn thân mến, nói tới hôn nhân là nói tới tình yêu, nhưng mà không phải chỉ có cái tình yêu giữa đôi bạn, giữa hai người nam nữ với nhau đâu, mà trong cái hôn nhân gia đình này, một cái tình yêu nó phát xuất từ nhiều cái góc cạnh khác nhau. Trước hết là đôi bạn đến với nhau trong hôn nhân lãnh nhận tình yêu từ Thiên Chúa. Đầu tiên là đôi bạn cũng như mọi gia đình lãnh nhận tình yêu từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng sáng tạo vũ trụ con người. Ngài được định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Cho nên mọi cái tình yêu tốt đẹp đều bắt nguồn từ chính Thiên Chúa là nguồn gốc và tác giả của tình yêu. Thiên Chúa yêu thương con người, cho nên chẳng những đã tạo dựng nên vũ trụ, muôn vật, muôn loài như chúng ta nghe diễn tả trong bài đọc thứ nhất,
mà nhất là Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người, con nam, con nữ. Cái mối liên hệ chặt chẽ giữa người nam và người nữ như được diễn tả trong bài đọc thứ nhất, liên hệ chặt chẽ tới mức độ dùng hình ảnh biểu tượng xương cốt của hai người liên hệ chặt chẽ với nhau. Sự an bài để trên mặt đất này có hai cái giới chính, đó là người nam và người nữ. Đấng tạo hóa đã đặt một cái mối tình yêu, một cái mối tương quan chặt chẽ, hấp lực để thu hút hai người đến với nhau và tạo lập một định chế hôn nhân gia đình. Không phải ngẫu nhiên mà có người nam người nữ ở trên mặt đất này. Đó là sự an bài quan phòng và trong một chương trình hết sức tốt đẹp và diệu kỳ của đấng tạo hóa. Để tạo dựng nên con người có nam có nữ và cả hai sẽ nên một với nhau trong hôn nhân. Cho nên bài đọc thứ nhất tỏ lộ cho mọi người chúng ta, nhất là đôi bạn luôn ý thức rằng chính tình yêu Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta, đã an bài để cho anh chị được liên kết với nhau tạo lập một hôn nhân. Và vì thế cho nên trong khi tạo lập một gia đình, anh chị hãy biết ơn đấng tạo hóa, hãy dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa đấng đã an bài để cho anh chị được tạo lập một gia đình với nhau. Rồi cái tình yêu của Thiên Chúa còn được thể hiện ngang qua Đức Giêsu Kitô. Chúng ta vừa mới mừng lễ Giáng sinh long trọng và cái bầu khí Giáng sinh vẫn còn long trọng trong tuần Bát Nhật này. Chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến để cứu độ nhân loại. Và trong cái chương trình cứu độ đó, Đức Giêsu Kitô đặc biệt quan tâm tới hôn nhân gia đình. Cái câu chuyện trong Tin Mừng chúng ta nghe nhiều lần diễn tả Đức Mẹ, Chúa Giêsu và các môn đệ của Người đến tham dự một đám cưới bà con người Do Thái thân thiện. Và các ngài đã dự cái đám cưới đó một cách hết sức ý nghĩa. Không phải chỉ dự tiệc cưới như những khách khác, mà khi dự tiệc cưới, Đức Mẹ và Chúa Giêsu đã giúp đỡ, đã làm cho cái gia đình có công việc tại tiệc cưới Cana này hạnh phúc. Xảy ra là khi đang tiệc cưới người Do Thái ấy, ăn long trọng cả tuần lễ, người ta ăn uống rất là nhiều. Vì thế cho nên cái chuyện thiếu rượu thì dễ xảy ra. Và Đức Mẹ đã can thiệp xin Chúa Giêsu làm phép lại để hóa nước thành rượu. Cái điều đó nói đến cái tình yêu thương quan tâm. Nhưng nếu là con người thì sự quan tâm giúp đỡ nó chỉ có cái giới hạn của mình. Nhiều khi con người thương quan tâm muốn giúp đỡ nhau, nhưng mà chúng ta hay nói lực bất tòng tâm. Nhưng mà cái sự yêu thương và ban ơn trợ giúp của Thiên Chúa, Ngài yêu thương và Ngài có quyền năng, Ngài muốn là Ngài ban được. Còn con người chúng ta nhiều khi có cái giới hạn của mình, muốn mà không làm, muốn điều tốt cho tha nhân, cho bạn biểu, mà chúng ta thân phận con người không thể vượt qua cái giới hạn của mình. Nhưng Thiên Chúa yêu thương thì chúng ta ban được. Và chính Đức Giêsu Kitô nâng hôn nhân lên hàng lý tích, và Ngài ban ơn trợ giúp đồng hành với họ, không phải chỉ là một trong những khoảnh khắc nhất định. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong tiệc cưới Cana là biểu tượng để nói đến Chúa Giêsu yêu thương đồng hành, và Ngài luôn sẵn sàng ban ơn trợ giúp các đôi hôn nhân, các gia đình. Không phải chỉ có một gia đình ở Cana nước Do Thái ngày xưa, mà xuyên qua lịch sử, xuyên qua dòng thời gian, không gian địa lý, ngay tại ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn hiện diện, Đức Giêsu Kitô vẫn hiện diện để yêu thương và nâng đỡ. Cái cảnh thiếu rượu của đôi bạn ở tiệc cưới Cana một biểu tượng cho sự thiếu rượu trong cuộc sống hôn nhân. Rượu ở đây không phải chỉ là một cái chất nước, một cái thứ lỏng mà được tinh chế từ rượu, hay là một thứ khác theo cái nghĩa rượu vật chất, mà rượu ở đây còn hiểu theo cái nghĩa tinh thần. Người ta có thể đến với nhau bằng một tình yêu nồng nhiệt, nhưng mà rồi cái rượu tình yêu nó dần dần nó phai nhỏ.
nhòa đi, nó nhạt nhẽo đi theo thời gian. Theo thời gian, những lúc khó khăn, những lúc thử thách, những lúc ốm đau, tất cả những cái thử thách đó rồi cộng với thời gian, nó làm cho cái tình yêu lúc đầu rất là mãnh liệt, dần dần nhạt nhẽo dần. Cho nên phải có một cái sự hỗ trợ, mà không phải chỉ là hỗ trợ bình thường, cần phải có sự ban ơn trợ lực của ơn trên, của Đức Giêsu Kitô. Ngài sẽ ban ơn xuống. Cho nên trong khi cử hành bí tích hôn nhân, các gia đình Kitô giáo, nhất là đôi bạn, ý thức rằng Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô sẽ ban ân sủng qua bí tích hôn nhân, ban những ơn cần thiết cho họ, chẳng những cái ngày lễ cưới trong một ngày hai ngày mà cả cuộc đời của họ. Nhưng mà họ cần thiết phải biết ý thức để khẩn cầu khẩn nguyện, để xin Chúa ban ơn giúp sự cho Ngài. Ngài sẵn sàng ban ơn, nhưng mà đôi bạn và gia đình có dành cho Chúa, cho Đức Mẹ một vị trí trong cái cuộc đời của mình, trong gia đình của mình hay không? Cái gia đình tại tiệc cưới Cana này khôn ngoan lắm, biết mời Chúa, biết mời Đức Mẹ, biết dành cho Chúa, biết dành cho Đức Mẹ một vị trí thích đáng trong cái công việc và trong biến cố của cuộc đời của mình. Anh chị cũng vậy, chẳng những ngày hôm nay mà trong cả cuộc đời của mình, hãy khôn ngoan, hãy dành cho Chúa, cho Đức Mẹ một vị trí ưu tiên trong đời sống thiêng liêng trong cuộc đời. Khi có Chúa, có Đức Mẹ, chúng ta vững vàng để mà vượt qua mọi thử thách khó khăn. Không ai là người muốn khó khăn thử thách, nhưng mà cái cuộc đời, cuộc sống hôn nhân, nhất là các ông bà lớn tuổi đã từng trải cái kinh nghiệm khó khăn thử thách, không muốn những vấn đề khó khăn bên ngoài, thử thách bên ngoài, khó khăn thử thách từ chính cái giới hạn của gia đình chúng ta. Cho nên ở phương Tây người ta nói những cái câu châm ngôn cho chúng ta suy nghĩ. Khi đi đánh giặc thì đánh nhau rắc lá cả, theo cái kiểu đánh nhau ngày xưa, trận chiến ngày xưa đánh nhau rắc lá cả của binh, thì cầu nguyện một, nghĩa là khi ra mặt trận thì nguy hiểm lắm, cái sống cái chết tích tắc thôi, và nguy hiểm như vậy, cho nên một người ta phải cầu nguyện xin ơn trên gìn giữ mình một lần. Nhưng mà đi biển thì phải cầu nguyện hai lần, đi biển còn khiếp sợ hơn nữa, cái biển cả một cái sức mạnh thế nhiên, tự nhiên con người cảm thấy mỏng manh. Những cái người làm biển, làm công việc, làm nghề nghiệp trên biển cả thấy được cái sự mỏng manh, sự hiểm nguy của biển cả như thế nào. Cho nên người ta nói phải cầu nguyện hai lần. Nhưng mà lấy vợ, lấy chồng phải cầu nguyện ba lần, là một công việc quan trọng hơn nữa, mà đầy những khó khăn, thử thách, sóng gió của cuộc đời. Cho nên đó, cho chúng ta mới thấy được người ta không phải đương nhiên, mà người ta đã có một cái câu châm ngôn để ý thức các bạn khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Ra mặt trận cầu nguyện một, ra biển khơi cầu nguyện hai, lấy vợ lấy chồng cầu nguyện ba, để thấy được cần phải có ơn trên, cần phải dành cho Chúa, cho Đức Mẹ một vị trí. Cho nên cha động viên và cha khích lệ hai anh chị hôm nay đừng quên, đừng bao giờ lãng quên không dành cho Chúa, cho Đức Mẹ một vị trí quan trọng trong cuộc đời của mình. Hãy để dành cho Chúa, cho Đức Mẹ trong niềm tin, trong đời sống yêu mến và cầu nguyện. Và khi đó thì thật là giống như cái lời đáp đá này, phúc thay, hạnh phúc thay, vinh phúc thay, những bạn nào kính sợ Thiên Chúa và ăn ở theo đường lối của người, biết kính sợ yêu mến Chúa, biết ăn ở theo đường lối của người, biết để lời Chúa thấm nhập và biến đổi đời sống của mình, thì thật là hạnh phúc. Và lời sau cùng, chúng ta không quên lời của Thánh Phaolô, cũng là lời của Hội Thánh khuyên nhủ đôi bạn hôm nay và mọi gia đình trong đời sống của nhân gia đình. Tiên và anh chị em hãy có đức yêu thương tình yêu của Chúa. Chúa yêu thương chúng ta quên mình phục vụ, thì chúng ta cũng hãy yêu thương nhau và cư xử với nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Đó là một cái mặc lấy cái tâm tình như Thánh Phaolô nói, mặc lấy tâm tình từ bi nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Trong đời sống hôn nhân thiếu các cái đức tính đó thì không ổn. Người ta quá ích kỷ, người ta quá đề cao cái tôi của mình, cái ý riêng của mình, thì dễ xung đột, dễ cạnh tranh lắm.
Nhưng mà có được những cái tâm tình này thì gia đình êm ấm, gia đình hạnh phúc và sẽ vượt qua biển cả là cuộc sống trần gian này. Cầu chúc cho mọi gia đình chúng ta và cách riêng cho gia đình của anh chị hôm nay được tràn đầy ơn lành của Chúa, được xây dựng một tổ ấm yêu thương giống gia đình Thánh Gia Thất, và hãy giúp nhau nắm tay nhau trọn đời đi trong đường lối của Thiên Chúa và Hội Thánh. Và cầu mong cho mỗi gia đình chúng ta, gia đình của bố mẹ Đô Lê, cô dì, chú bác, bạn hữu, hãy trở nên những cái mẫu gương sáng cho đôi gia đình trẻ này. Cái gì cũng cần phải có sự hỗ trợ đỡ nâng. Thiên Chúa là nguồn mạch, là người ban ơn, nhưng không thiếu sự trợ giúp của gia đình, những người thân. Và chính đôi bạn phải bước đi và hãy thực hiện bằng chính cái tâm tình và đời sống của mình. Không ai làm thay cho mình cả. Chính đôi bạn phải là người quyết định quan trọng trong cái đời sống hôn nhân của mình. Amen. Mời anh chị tiến lên cùng anh chị. Xin chào. Chị Maria Việt xin gì cùng Hội Thánh Chúa? Thưa, con xin đức tin ạ. Đức tin sinh ơn ích gì cho chị? Thưa, đức tin đem lại cho con sự sống đời đời. Sự sống vĩnh cửu là chị nhận biết Thiên Chúa thật và đấng người sai đến là Đức Giêsu Kitô. Quả thật Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết và được Thiên Chúa đặt làm nguồn mạch sự sống và thúc đẩy mọi loài hữu hình và vô hình. Sự sống ấy hôm nay chị đón nhận qua bí tích thánh tẩy và được trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Vậy chị đã thực thi giáo huấn của Chúa, tuân giữ lời răn của người, sống tình huynh đệ và chăm chỉ cầu nguyện để xứng đáng trở thành Kitô hữu chưa? Thưa, con đã thực thi. Còn bà nhận đỡ đầu cho chị dự tòng đây, trước mặt Thiên Chúa, bà có thấy chị dự tòng này xứng đáng lãnh nhận các bí tích hai tâm không? Thưa, con xin minh chứng người này xứng đáng. Bà đã làm chứng cho chị tự tòng này. Vậy bà có sẵn sàng dùng lời nói và gương sáng mà tiếp tục giúp đỡ người này sống đức tin và phục sự Chúa không? Thưa, con sẵn sàng. Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa đã cho tôi tới Chúa đây đi tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay trước mặt Hội Thánh, người này đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Vậy xin Chúa đói thương ban cho người này được hân hoan thấy Chúa, hoàn tất ý định yêu thương của Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bây giờ là phần sức dầu tự tòng. Xin Chúa Kitô cứu thế ban sức mạnh của người cho chị để biểu hiện ơn ấy. Cha sức dầu cứu rỗi cho chị trong cung một Đức Kitô Chúa chúng ta đứng hàng sống và hiện trì muôn đời. Bây giờ đến cử hành thánh tẩy. Anh chị em thân mến, chúng ta xin Thiên Chúa là Cha toàn năng thương đến tôi tớ Chúa đang xin lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Chính người kêu gọi và đã đưa tôi tớ Chúa đến đây, xin người ban ánh sáng và sức mạnh để tôi tớ Chúa nhiệt tâm gắn bó với Chúa Kitô và tuyên xưng đức tin công giáo. Xin người cũng ban thánh thần đến đổi mới tôi tớ Chúa, vì chính thánh thần là đấng mà chúng ta tha thiết khẩn nài xuống thánh hóa nước này. Lạy Chúa là Cha chí thánh, từ mạch nước thánh tẩy, Chúa đã cho sự sống mới của con Chúa luôn trào lên trong chúng con. Chúng con xin Chúa cùng Chúa. Bởi nước và thánh thần, Chúa nói thương quy tụ thành một dân riêng tất cả những ai đã chịu thánh tẩy trong con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúng con xin Chúa cùng Chúa. Chúa ban thánh thần của tình yêu vào lòng chúng con để người giải thoát ban bình an và biến đổi chúng con nên sứ giả tin mừng của Chúa. Chúng con xin Chúa cùng Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã gọi tôi tới, Chúa đến lãnh ơn tái sinh trong đức tin của hội thánh, xin đoái thương chúc lành cho nước này để thanh tẩy tôi tới của Chúa, để họ được sống muôn đời nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Để đến lần tuyên xưng đức tin. Anh chị em thân mến, cùng với người dự tòng, chúng ta tuyên xưng đức tin của bí tích thánh tẩy mà tất cả chúng ta đã lãnh nhận. Để sống trong tự do của con cái Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Từ bỏ. Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ bất chính không? Từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ ma quỷ là kẻ đã gây ra và cầm đầu tội lỗi không? Từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ở bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Bây giờ tôi rửa tội. Chị Maria Việt, cha rửa chị nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chị Maria đã trở nên tạo vật và đã mặc lấy Chúa Kitô. Vậy chị hãy nhận lấy chiếc áo trắng này để hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, để chị được sống muôn đời. Amen. Chị đã trở nên ánh sáng Chúa Kitô, chị hãy luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin, để khi Chúa đến, chị xứng đáng ra kinh đón người và toàn thể các thánh trên trời. Amen. Chị Maria đã rửa tội, đã được khỏi tội tổ tông truyền, được khỏi tội riêng từ khi có trí khôn cho đến giờ. Chị chính thức trở thành người Kitô hữu, người con cái của Chúa. Và bây giờ chị tiếp tục lãnh nhận Chúa Thánh Thần, ơn Chúa Thánh Thần qua bí tích thêm sức để chị sống đời sống ơn gọi Kitô hữu trưởng thành. Để bây giờ chúng ta tham dự nghi thức cử hành bí tích thêm sức cho chị. Chị Maria đã được tái sinh trong Chúa Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân tư tế của người. Giờ đây chị còn phải lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ ngày lễ ngũ tuần, chính các tông đồ và những đấng kế vị lại ban cho những người đã được chịu thánh tẩy. Vậy chị Maria cũng lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa đã hứa ban, để nhờ đó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, chị làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng nghiệp thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Còn anh chị em thân mến, chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên người tân tòng này, để Chúa Thánh Thần dùng ơn huệ dồi dào của người làm cho người tân tòng này nên vững mạnh và được sức giàu để nên giống Chúa Kitô con Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng, lạy Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh tôi tới Chúa đây bởi nước và Thánh Thần. Khi giải thoát họ khỏi tội lỗi thì lạy Chúa xin ban Chúa Thánh Thần đấng an ủi đến trong người này, xin ban cho người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho người này ơn kính sợ Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bây giờ tôi sức dầu bí tích thêm sức cho chị.
Chị Maria Viện hãy lãnh nhận ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng chị. Và ở cùng cha. Chị Maria đã rửa tội, đã thêm sức và chính thức trở thành người Kitô hữu, là con cái của Chúa, và bây giờ tiếp tục nghi thức cử hành bí tích hôn phối. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn, Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Phêrô Nguyễn Cao Cường và chị Maria Lò Thị Viện, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Vâng, xin nhận em Maria nhận làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi bị vợ của nước gian nan. Thế bình hòa cũng như nước đau yếu để yêu thương và tôn trọng em hoàn ngày suốt đời anh. Em Maria Viện biệt anh Phêrô Cường làm chồng và hứa sẽ dốc lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Từ vì Thiên Chúa kết hợp là người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung. Em Maria Viện hãy nhận chiếc nhẫn này là minh chứng tình yêu và lòng trung thành của anh với cha và con và Thánh Thần. Anh Phêrô Cường xin nhận lấy chiếc nhẫn này của em để làm dấu chỉ cho tình yêu và lòng trung thủy của em nhân danh cha và con và Thánh Thần. Hai anh chị đã đến vợ chồng thật trước mặt Chúa và Hội Thánh, chúng ta chúc mừng cho đôi bạn. Mời cùng đoàn đến. Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập bí tích hôn phối để thánh hóa đôi bạn trong giao ước tình yêu bền vững của Người. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. Gia đình là hội thánh tại gia, xin cho mọi thành viên trong các gia đình luôn biết cầu nguyện, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, để tình Chúa, tình người luôn được thắm nồng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Xin cho các gia đình Kitô giáo luôn ý thức hồng ân đã lãnh nhận trong bí tích hôn phối, để luôn kiên vững trước những dông tố gặp phải trong cuộc sống gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa tạo thành con người có nam có nữ
cho đôi tân hôn hôm nay luôn biết cậy trông vào Chúa, biết tôn trọng, yêu mến nhau và hy sinh cho con cái hết mình, để gia đình họ trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa là tình yêu, xin cho gia đình hai họ và các thân hữu luôn đồng hành và đỡ nâng gia đình mới này, để góp phần thánh hóa tình yêu và bảo sự tín chung của họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa tình yêu, Chúa hằng yêu thương hết mọi người, xin cho gia đình mới này và mọi gia đình được tràn đầy tình yêu Chúa, để chúng con luôn sống ấm êm hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đồng mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh
tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu ta uống mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa Kitô trên và trên sân Chúa sống lành cho tới khi Chúa. Vì bài này Chúa khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ lên một giờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse giám quản giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Phêrô và chị Maria mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị này được bền vững trong tình yêu thương nhau và đời sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đầu hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa kêu thế và theo thế thức người này chúng ta dám nguyện cầu. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thành Cha ta sớm nương Cha chỉ để tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận yêu thương nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một.
Lạy Chúa, tôi đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân cho báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa người nữ được kết hợp với người nam và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỷ Chúa là chị Maria được ơn biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng sạch lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con này xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người, và sau cùng khi đã tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an. Yeah.
Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hàng hữu gìn giữ các con luôn hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Không phải hy sinh cho nhau mãi đến bạc đầu, khi nay khi sau giữ gìn tình yêu thắm màu. Xin dâng bao nhiêu mơ ước trọn đời được luôn tín chung, xin luôn yêu nhau say đắm mối tình còn xinh đẹp mãi. Xin Cha thương ban ân phúc hai người đẹp duyên thắm tươi, khi vui hay khi đau khổ suốt đời tình chẳng nhạt phai. Ngày nào đôi tim yêu nhau ôi những ngọt ngào nhiệm màu, nhìn nhau thương yêu dâng cao, và nay bên nhau mê say hạnh phúc dâng đầy nơi linh thiêng đây. Đoạn hứa chung tình xin Cha khoan nhân kết hợp tình yêu thắm nồng. Xin dâng bao nhiêu mơ ước trọn đời được luôn tín chung, xin luôn yêu nhau say đắm mối tình xin đẹp mãi. Xin Cha thương ban ân phúc hai người đẹp duyên thắm tươi, khi vui hay khi đau khổ suốt đời tình chẳng nhạt phai. Xin dâng
bao nhiêu mơ ước, trọn đời được luôn tín chung. Xin luôn yêu nhau say đắm, mối tình còn xinh đẹp mãi. Xin Cha thương ban ân phúc, hai người đẹp duyên thắm tươi. Khi vui hay khi đau khổ, suốt đời tình chẳng nhạt phai. Khi vui hay khi đau khổ, suốt đời tình chẳng nhạt phai.